Cô Thủy xin chào tất cả các anh, các chị và các bạn. À, hôm nay cô thủy sẽ chia sẻ với cả nhà à, một số kỹ thuật mới liên quan tới cắt thiết kế áo dài cổ hoa hồng cũng như là cổ nơ cánh bướm à, chúng ta có rất là nhiều cách cắt khác nhau thì ở một số các video trong các lớp học online á thì cô thủy có hướng dẫn các bạn về áo dài hoa hồng một lớp này rồi áo dài nơ cánh bướm hai lớp này và thậm chí có thêm một miếng đỡ nữa là gọi là ba lớp và tạo thành một khuôn áo dài hoàn chỉnh à, và hôm nay thì cô có làm thêm một số các video hướng dẫn các anh chị những kỹ thuật mới nhất để làm sao chúng ta cắt được nhanh nhất và dễ sản xuất nhất. Thế thì hiện tại cô đang bày ở đây một số các phần kỹ thuật mà cô đang hướng dẫn các anh chị. À ví dụ như là áo dài cổ hoa hồng đây ạ các anh chị có nhìn thấy không ạ áo dài của hoa hồng thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp là cắt rời mảnh ghép ở phần bên cạnh bên đối diện và cái mảnh này của chúng ta làm mảnh rời để chúng ta kẹp vào may cho nhanh và xử lý được các cánh hoa to nhỏ khác nhau cũng như là khi làm nơ thì các bạn cũng có thể làm nơ to nhỏ khác nhau và cùng một kỹ thuật này chúng ta có thể áp dụng sang cho cả áo dài nơ cánh bướm và phần nơ này chúng ta cũng có thể cắt to hay cắt nhỏ đều được và hiện tại thì kỹ thuật này của chúng ta là đang được áp dụng trên áo áo dài một lớp các anh chị nhé Và bây giờ thì cô Thủy sẽ giới thiệu sơ qua một chút về à, một số các áo dài mà các anh chị đã được cô hướng dẫn trong những phần bài qua à, Thì cứ như các anh chị thấy là ví dụ như phần áo dài nơi cánh bướm của chúng ta ở đây À, thì toàn bộ phần nơ này của chúng ta cũng được ép mùng và tạo gọng để làm sao cho cứng cáp để tạo thành phần nơ và áo dài này thì đang có là một mảnh đỡ ở bên trong và một mảnh lót nữa thì cô thủy cũng đã hướng dẫn rất kỹ ở trong các khóa học online à, còn áo dài ở đây thì là áo dài hoa hồng phương pháp và kỹ thuật làm cũng giống hệt áo dài nơ cánh bướm và cũng có một mảnh đỡ và có phần lót bên trong thì cô gọi là áo hai lớp và ba lớp thì phần này các bạn cũng đã được cô hướng dẫn ở trong các khóa học nâng cao về áo dài à, còn tiếp theo thì áo dài tím đây là áo dài mới nhất trong ngày hôm nay mà các bạn học viên đang trải nghiệm trực tiếp ở các khóa học trực tiếp thì có rất là nhiều những kỹ thuật mới rất là hay và rất là nhanh cho nên là cô đã bổ sung thêm cái phần kỹ thuật này để các anh chị có thể lựa chọn vì mẫu áo dài tím này thì cô chỉ cắt có một lớp thôi một lớp thôi và cô cũng không ép mùng ở phần thân cô chỉ ép mùng mỗi ở phần hoa và đặc biệt là cái phần hoa này á thì chúng ta sẽ có hai kỹ thuật cuốn hoa một là cuốn hoa theo kỹ thuật thông thường là chúng ta ép mùng ở cánh hoa sau đó chúng ta xếp ly và chúng ta rún lại và hôm nay thì cô có chia sẻ với các bạn video là cách cuốn hoa xoắn ở phần bên trong thì tất cả các phần làm hoa của hai kỹ thuật trên cô đều có video nên các anh chị có thể xem ở trong các khóa học online hoặc là trên kênh YouTube dạy cắt may cô Phan Thủy hoặc là các bạn có câu hỏi gì thì cứ nhắn tin và Zalo cho cô nhé. Và đây là các bạn đang làm ở đây mới được một bông để các bạn quan sát. Còn phần bông tiếp theo thì đây là cái phần còn lại thì chút nữa các bạn sẽ xem video để xem cô hướng dẫn về cái phần hoa này để chúng ta cùng có được mẫu áo dài thật là tuyệt vời nhé Rồi, à, vậy thì các anh chị đã được cô Thủy hướng dẫn qua rất là nhiều các kỹ thuật từ cũ tới mới theo từng thời gian vì cứ theo thời gian chúng ta lại có cái cách nhìn nhận và có những cái phương pháp mới để chúng ta học và chúng ta làm làm sao mà nhanh nhất đẹp và ít chi phí và dễ sản xuất chính vì thế mà toàn bộ những cái phần bài giảng đang có ở đây à, tất cả những phần à, bài giảng này cũng đã được hướng dẫn qua các khóa học trực tiếp này khóa học online của các kỳ nâng cao và chuyên sâu và cũng đã được phân bố ra thành các màu khác nhau để các anh chị nhận định ra được đâu là áo dài à, thân liền có nghĩa là cái nơ liền à, đâu là áo dài à, hoa hồng cánh rời đấy đâu là cái áo à, hoa hồng cánh liền và đâu là áo nơ cánh rời và tất cả những kỹ thuật mà cô vừa nói vừa rồi là gồm có ba cách có ba cách các anh chị nhé cho nên là các anh chị đều được trải nghiệm theo thời gian và cô thủy luôn luôn cập nhật những thông tin cũng như là những kiến thức mới để đưa vào trong các chương trình đào tạo của mình chính vì vậy nếu anh chị nào đang ở trong các khóa học online thì hãy xem tiếp những cái phần tiếp theo mà cô có chia sẻ ở trong lớp nhé nếu có câu hỏi gì thì cứ nhắn tin alo cho cô thủy lúc nào cô cũng sẵn sàng để giúp các bạn hoàn thành bài tập của mình trừ trường hợp những lúc cô bị mệt hoặc cô bị ốm hoặc một cái lý do cá nhân nào đấy thì có trả lời hơi chậm một chút à, nếu có như vậy thì các anh chị cũng thông cảm và chịu khó à, nhắc lại để cho cô thủy không để bị sót tin nhắn của mình còn bây giờ thì à, cô sẽ tạm dừng video của cô ở đây à, xin chúc cả nhà có thật nhiều sản phẩm mới trong những ngày sắp tới nhé xin chào và hẹn gặp lại.